Hai mọi người, cả nhà ơi, em lên clip này là dành cho những cái chị nào mà xinh xinh nè, hoặc là những cái cô chú nào mà thích cái dòng vision, ví dụ như là phiên bản thể thao ha. Thì mọi người xem hết video này để em cập nhật giá cả cũng như là chương trình khuyến mãi trong đợt này cho mọi người. Và đặc biệt là ở cái video này em quay về dòng tay ga thì em muốn giới thiệu cho anh chị, đó là bên em vừa tậu được một cái cặp đèn xe rất là đẹp luôn ha. Thì em sẽ quay chi tiết cái xe này hơn cho anh chị nha. Đối với dòng Vision thì hiện tại là bên em lên khá là nhiều màu sơn 3D cho cả nhà mình luôn, để cho khách hàng mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Ngoài ra thì sẽ có ví dụ như cái mẫu này đi anh chị, em đang lên từ cái phiên bản chìa khóa cho mọi người nè. Thì mình sẽ có một cái màu tím ha. Tím này không có tím sến đâu cả nhà, tím rất là đẹp luôn nha. Thiết kế với lại cái hai bên đó là màu trắng nè cả nhà. Đây, trắng nha. Tem là tem nổi cho mình luôn ha, cho nên là khi mà anh chị đi cái màu này thì khá là ok nha. Bây giờ khi mà cài quẹt giấy tờ, em đăng ký màu xe cho khách hàng sẽ là màu trắng, tím, đen nha cả nhà. Và cái em này thì em lên cho mọi người một cái bộ đèn đề mi khá là đẹp. Cái đèn này thì nó sẽ thứ nhất là sẽ điều chỉnh được cái chế độ đến hơn 200 chế độ. Và cái thứ hai là điều chỉnh được màu, rất là nhiều màu cho mọi người luôn ha. Hiện tại á, là cái mẫu này bên em đang bán chỉ từ là 33.700.000, đã bao gồm màu sơn 3D cho anh chị rồi. Mình liên hệ mua xe sẽ được hỗ trợ giảm thêm từ 1 đến 2 triệu nữa. Và đặc biệt là anh chị nào yêu thích cái mẫu đèn này, ở đằng trước và cả đằng sau luôn mọi người, yêu thích cái mẫu đèn này thì mọi người có thể là liên hệ cho em. Em sẽ quay toàn bộ xe cho mọi người xem và cập nhật giá đèn, cũng như là sẽ chương trình khuyến mãi tất cả các phụ kiện trên xe cho mọi người nha. Dạ rồi, tiếp theo thì mình sẽ có ở đây ha. Cái màu này thì đang rất là hot cho cả nhà mình nè. Ôi chết rồi, sorry. Cái màu này thì đang rất là hot cho mình luôn, đó là em lên từ cái phiên bản khóa thông minh nha anh chị. Màu bạc đen nha. Cái tem hai bên rất là đẹp luôn. Cái thời bữa em lên cái video nào ấy, anh chị hỏi em rất là nhiều, cho nên là bây giờ em quay Vision cho mình xem luôn. Anh chị nào có quan tâm cái mẫu xe nào, chốt được cái màu ưng ý rồi thì mọi người nhắn em để được hỗ trợ tư vấn, cũng như là các chương trình khuyến mãi bên em nha. Rồi, đây là màu xám xi măng. Em này là tem 3D. Thì theo như anh chị cũng biết á, là cái phiên bản thể thao của dòng Vision này á, nó rất là cao đó, tại vì nó xài cái mâm to hơn á cả nhà. Cho nên nó là để phục vụ cho mấy bạn nắm lùn. Thì em có lên cái mẫu xe này, cũng là phiên bản khóa thông minh luôn, nhưng mà mình đi từ cái phiên bản cao cấp lên đó mọi người, thì nó sẽ giảm được cái độ cao một tí xíu ha. Dạ rồi, tiếp theo thì mình sẽ có xám tím iPhone này, màu xanh ngọc nha, màu hồng, màu trắng xanh. Bản này thì anh chị thấy đẹp một xíu, đẹp hơn một tí xíu, đó là em lên nè, cả cản đen, yên đen cho mọi người và cái mâm màu đen luôn. Phiên bản này lên từ phiên bản đặc biệt của xe Vision nha. Có sở hữu khóa thông minh cho mọi người và có cổng sạc đầy đủ cho anh chị luôn nha. Rồi mình có trắng xanh thì sẽ có thêm trắng đỏ này. Rồi màu này khi nãy em review rồi đúng không cả nhà, màu xám đen. Em này thì giống với cái màu bạc đen khi nãy, nhưng mà mình sẽ có là màu trắng đen luôn nha. Em này là trắng thuần luôn nha. Mão và cái mặt mão này, mặt nạ này và cái dè đằng trước sẽ là đen cho mọi người luôn. Và em này thì sẽ là màu đen đỏ nha cả nhà ơi. Thì hiện tại tất cả các màu sơn 3D bên em, nếu mà anh chị lên từ phiên bản khóa chìa thì sẽ là 33.700.000, nếu mà anh chị lên từ phiên bản khóa thông minh màu sơn 3D như thế này thì sẽ là 35 triệu. Em hỗ trợ giảm cho mọi người 2 triệu chi phí xăng xe đi lại, giảm trực tiếp vào giá xe luôn, thì chỉ còn có 33 triệu nhỉnh hơn một xíu thôi nha cả nhà. Biển số giấy tờ anh chị đăng ký ở đâu, hoặc là hỏi em là chỗ đó có đổi màu được không, thì mọi người liên hệ cho em theo số hotline bên dưới màn hình, nhắn tin Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em đều được hết nha, để em hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho cả nhà mình. Thì tất cả các dòng xe bên em đều có hỗ trợ ship xe ở tất cả các nơi cho mình luôn, và hỗ trợ trả góp. Cái em xe này thì chỉ từ khoảng 3 triệu, 4 triệu là anh chị đã rinh được xe rồi nha. Cho nên là những cái anh chị nào đang quan tâm cái dòng xe này, hoặc bất cứ dòng xe nào bên cửa hàng Yến, thì hãy nhắn tin trực tiếp cho em hoặc là gọi điện cho em để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn. Chương trình khuyến mãi này cả nhà, rồi chương trình thu cũ đổi mới nè, chương trình tặng tiền hoa hồng khi mà dẫn bạn bè người thân đến cửa hàng mua xe kỹ hơn nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào, gặp lại cả nhà mình ở video sau. Bye bye.